Wow, các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều những xe đồ chơi đẹp này. Wow, ô tô cần cẩu, máy múc này, xe tầng này các bạn ơi. Bây giờ các bạn cùng mình đi khám phá từng chiếc xe đồ chơi một nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn các bạn ơi. Ui, đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu máy xúc này các bạn này. Wow, siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi. Ui, có tay điều khiển này các bạn này. Wow, một chiếc xe cần cẩu rất là xịn sò luôn nha các bạn ơi. Wow, chiếc xe cần cẩu máy xúc màu xanh có bốn cái bánh màu xanh lá cây này các bạn ơi. Ui, siêu to khổng lồ luôn các bạn nha. Ai, rất là to, rất là khỏe luôn các bạn ơi. Còn đây là động cơ này. Ui, động cơ rất là to các bạn nha. Wow, đây là những chiếc ben thủy lực đấy các bạn ơi. Những chiếc ben để điều khiển chiếc cần cẩu múc cát đấy các bạn ơi. Rất là to, rất là khỏe nha. Ui, một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ luôn. Ui, chiếc xe đã di chuyển được các bạn nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn. Còn đây là một chiếc xe ô tô này. Wow, chiếc này thì bên trong có rất là nhiều bánh răng này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Những chiếc bánh răng đang di chuyển, đang quay đấy. Ui, rất là đẹp nha. Một chiếc xe ô tô màu vàng có bên trong rất là nhiều những chiếc bánh răng này. Wow, rất là xịn sò luôn nha. Một chiếc ô tô chiếc ô tô đang di chuyển đấy các bạn ơi. Wow, tiếp theo là một chiếc xe Polycar này. Một em xe Polycar màu xanh nước biển nha các bạn. Đấy, bên trong có cái thùng rất là rộng này. Wow, có hai hàng ghế bên trong nha các bạn ơi. Một chiếc xe Polycar đấy. Thật là đẹp luôn nha. Wow, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc bánh xích nha các bạn. Ê, bánh xích màu hồng này, rất là đẹp, rất là đáng yêu nha. Wow, bên trong có một người lái này các bạn ơi. Ê, có một người lái mặc bộ đồ màu hồng này, rất là đẹp luôn nha. Wow, cần cẩu máy xúc màu vàng này các bạn ơi. Ê, đây là cái gầu xúc nha các bạn. Ê, gầu xúc có thể xúc được rất là nhiều này. Wow, mình thử xúc thử các bạn nha. Ê, rất là khỏe luôn các bạn nha. Phía sau là động cơ này các bạn ơi. Phía sau là động cơ màu hồng này, rất là to, rất là đẹp luôn nha. Chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn nha. Wow, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu địa hình này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không, động cơ kêu rất là to luôn, rất là khỏe luôn nha. Một chiếc xe cần cẩu này. Wow, quay 360 độ luôn nha. Đây là móc cần cẩu này các bạn ơi, rất là xịn sò luôn nha. Chiếc xe rất là nhiều màu sắc luôn. Wow, màu xanh nước biển này, màu đỏ này, màu vàng này các bạn ơi. Rất là nhiều những món đồ chơi đẹp luôn các bạn nha. Wow, ở đây thì mình thấy có một chiếc xe tầng này các bạn ơi. Một chiếc xe tầng chở rất là nhiều xe gì đây. Wow, đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu này, màu vàng này các bạn nha. Rất là to, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này vẫn còn rất là mới này các bạn này. Đi móc cẩu nha. Mình sẽ móc cẩu chiếc xe máy móc xuống nào. Các bạn thấy không, động cơ rất là khỏe luôn nha. Cẩu được một chiếc xe máy xúc màu vàng này. Wow, một bộ đồ chơi công trình nha các bạn ơi. Ui, máy xúc quay 360 độ luôn các bạn nha. Ấy, đào cát nào. Ui, đào đất nào. Ui, rất là xịn sò luôn, rất là khỏe luôn. Một chiếc xe máy xúc màu vàng. Wow, động cơ rất là khỏe, phóng rất là nhanh nha. Đây là một chiếc xe ben này các bạn ơi. Một chiếc xe ben này. Wow, chiếc thùng vẫn dính rất là nhiều bùn đất này. Ấy, chiếc xe này mới đi làm việc về đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe ben chắc nha. Chiếc xe phóng rất là xa luôn. Còn đây là chiếc xe tầng City chắc này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe 2 tầng nha. Rất là mới luôn. Một chiếc xe màu xanh, màu trắng rất là đẹp luôn. Wow, chiếc xe đã di chuyển rất là xa rồi nha. Wow, tiếp tục khám phá những chiếc xe tiếp theo nào các bạn ơi. Đây là một chiếc xe xúc lật này. Wow, một chiếc xe xúc lật, xúc ủi đấy. Có bốn cái bánh rất là to đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không, rất là to luôn nha. Xúc này. Các bạn thấy không, rất là khỏe luôn. Một chiếc xe xúc lật màu xanh nước biển đấy. Bốn cái bánh siêu to khổng lồ luôn. Còn đây là một chiếc xe ben nha. Một chiếc xe ben màu xanh nước biển này. Wow, rất là đẹp luôn. Cái thùng của nó đây các bạn nha. Thùng này chở được rất là nhiều vật liệu xây dựng đấy nha. Wow, rất là nhiều những món đồ chơi đẹp luôn.
Wow, ở đây là có một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi, một chiếc xe bồn trộn bê tông màu xanh lá cây này. Đấy, có cái bồn trộn bê tông màu vàng này, đi chở bê tông từ nhà máy đến công trình đấy các bạn ơi. Những công trình cần bê tông, những chiếc xe bê tông này sẽ chở đến công trình các bạn nhá. Wow, một chiếc xe bê tông địa hình rất là to, rất là khỏe nha. Wow, các bạn ơi, chiếc xe gì đây? Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu máy múc à. Wow, rất là to luôn các bạn nha. Ui, đây là cái gầu múc à. Ui, một chiếc xe cần cẩu máy xúc đầu khủng long các bạn nha. Màu xanh lá cây rất là đẹp luôn. Ui, ở đây có cái móc kéo này. Wow, cái móc kéo rất là to nha các bạn ơi. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi nha. Wow, tiếp theo là một chiếc xe ô tô ben này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Thùng rất là to này. Ui, mình sẽ chở một chiếc xe đầu khủng long nhá. Ui, các bạn thấy không? Rất là khỏe luôn. Wow, một chiếc xe đầu khủng long rất là to, rất là đẹp luôn. Một chiếc thùng rất là khỏe luôn. Chiếc xe đã di chuyển rất là xa rồi các bạn nha. Wow, tiếp theo là một chiếc xe đầu container biến hình này các bạn ơi. Đấy, mình sẽ biến hình cho các bạn xem nhá. Biến hình siêu nhân nào. Các bạn thấy không? Đã biến thành hình siêu nhân rồi nhá. Rất là xịn sò luôn nhá. Một chiếc đầu kéo container biến hình siêu nhân này. Rồi, biến hình thành đầu kéo nào. Rất là xịn sò luôn. Một chiếc xe biến hình nhá. Rất là khỏe luôn. Cứ rất là khỏe luôn. Wow, các bạn ơi, ở kia có một chiếc xe container này. Wow, chiếc xe container này chở rất là nhiều những chiếc xe đầu khủng long đấy các bạn ơi. Ui, 1, 2, 3 chiếc xe đầu khủng long này. Đầu tiên là một chiếc xe máy xúc này. Ui, một chiếc xe máy xúc có cái gầu xúc mini đấy các bạn ơi. Ai, chiếc xe này để dùng đi múc móng nhà các bạn nha. Dùng đi múc móng nhà và mương cống các bạn nha. Wow, một chiếc xe cẩu máy xúc đấy các bạn ơi. Ui, cần cẩu máy xúc rất là nhỏ này, rất là đáng yêu nhá. Cần cẩu máy xúc đi múc móng nhà nào. Đấy, xe đã di chuyển đấy các bạn ơi. Wow, còn đây là một chiếc xe ben này. Một chiếc xe thùng ben nhá. Ôi, cái thùng ben màu lâu ấy các bạn ơi. Đây đầu khủng long màu vàng này. Ôi, khủng long ba sừng nhá. 1 2 3 sừng đấy các bạn ơi. Wow, thật là xịn sò luôn nhá. Còn đây là một chiếc xe cẩu móc này. Ôi, chiếc xe cẩu móc này. Ôi, móc vào đây kéo này. Ôi, rất là khỏe luôn các bạn nhá. Một chiếc xe cẩu móc đầu khủng long này. Ôi, rất là xịn sò luôn. Ba sừng nhá, khủng long ba sừng đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe container này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe container kéo theo một cái rơ móc màu vàng rất là dài các bạn nhá. Chở được rất là nhiều xe luôn. Wow, chiếc xe đã di chuyển rất là xa rồi nhá. Wow, các bạn ơi, ở đây còn hai chiếc xe gì đây? Giống nhau vậy. Wow, hai chiếc xe, hai chức năng luôn nhá. Ui, một chiếc xe cần cẩu xúc cát này và một chức năng xúc ủi này các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn nhá. Một chiếc xe hai chức năng luôn. Đấy các bạn thấy không? Đây là cái gầu ủi này. Gầu ủi này. Rất là xịn sò luôn nhá. Một chiếc xe hai chức năng rất là xịn sò luôn. Wow. Đấy, tiếp theo là một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Hai chiếc xe giống nhau nhá. Hai chiếc xe giống nhau, màu sắc khác nhau. Wow, đây là cái gầu à. Ui, gầu đang bị lật ngửa lên. Wow, rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Chiếc xe đã di chuyển đi làm việc nhá. Đây là một bạn xe ben này. Wow, một chiếc xe ben màu đỏ này. Đi chở cát này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ben rất là đẹp nhá. Wow, ở đây còn một chiếc xe chở thùng container nữa các bạn ơi. Wow, một chiếc xe chở thùng container màu xanh lá cây nhá. Đấy, bên trong là thùng container đấy các bạn ơi. Chiếc xe đã phóng rất là xa rồi các bạn nhá. Wow, ở đây thì còn một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe máy xúc màu vàng nhá. Ơi, rất là đẹp, rất là đáng yêu luôn. Wow, chiếc này thì có bốn cái bánh rất là to này các bạn ơi. Ơi, bốn cái bánh rất là to, đây là cần cẩu rồi. Ơi, mình sẽ kiểm tra xem chiếc cần cẩu còn hoạt động không nhá. Ui, vẫn hoạt động ok nhá các bạn ơi.
một chiếc xe cần cẩu máy xúc màu vàng các bạn nhá, rất là đẹp luôn. Phía sau là máy này, đấy, máy và động cơ nhá, rất là to, rất là khỏe luôn. Rất là xịn sò luôn. Tiếp theo là một chiếc xe đầu kéo này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đầu kéo này. Ui, có cái thùng rất là to này các bạn ơi. Wow, thùng siêu to khổng lồ luôn nhá. Thùng này thì chở được rất là nhiều sỏi cát và đất đấy các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Chiếc xe này thì có 3 hàng bánh này các bạn ơi. 1, 2, 3 hàng bánh này. Wow, những chiếc bánh màu đen rất là to này các bạn ơi. Rất là khỏe luôn. Ui, rất là xịn sò luôn nhá. Wow, phía đằng sau có cả một cái móc rất là to là khỏe này các bạn ơi. Ấy, những chiếc xe nào bị hỏng hay là bị thột thì những chiếc xe này sẽ kéo nhá. Ui, đây là phần đầu rồi. Đầu kéo rất là to này các bạn ơi. Ui, rất là xịn sò luôn nhá. Ui, chiếc xe đã di chuyển đi làm việc rồi nhá. Wow, ở đây thì còn rất là nhiều những chiếc xe đẹp nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông đầu khủng long này. Ui, khủng long rất là nhiều sừng sắc nhọn này. Wow, đây là thùng dầu đấy các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn nha. Ui, những chiếc bánh màu xanh quay rất tít nha. Ui, các bạn thấy không? Bánh quay rất tít rồi. Wow, chiếc xe phóng rất là xa luôn. Còn đây là chiếc xe cần trộn bê tông poly này các bạn ơi. Wow, cái bồn trộn bê tông màu xanh lá cây này các bạn ơi. Ây, chiếc bồn đang xoay nhá. Wow, chiếc xe rất là khỏe luôn. Đây là chiếc xe bồn chở dầu đấy các bạn ơi. Một chiếc xe bồn chở dầu này. Wow, cái bồn chở dầu rất là to này. Đây là có cái vô lăng này. Ây, xoay để mở lắp thùng dầu nhá. Mở lắp là các bạn ơi. Ui, bên trong thùng rất là to, rất là rộng nhá. Chở rất là nhiều xăng dầu đấy các bạn ơi. Một chiếc xe chở xăng dầu rất là to luôn nhá. Đây, đây là bốn cái bánh rất là to này các bạn ơi. Đây là hai cái còi này. Wow, hai cái còi rất là to luôn. Đây là hai cái gương chiếu hậu nhá các bạn ơi. Đây, hai cái gương chiếu hậu để nhìn về phía sau các bạn nhá. Cabin thì màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow, ấy, đây là chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông màu đỏ nhá. Đấy, có cái bồn trộn màu đỏ rất là to này. Đấy, chiếc bồn đang xoay đấy các bạn ơi. Ui, rất là xịn sò luôn. Một chiếc xe bồn trộn bê tông màu vàng nhá các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Rất là xịn sò luôn. Có hai cái còi màu xanh nước biển này. Ui, bên trong cabin thì có một bạn lái xe này. Đấy, và một bạn phụ này. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là xịn sò nhá. Chiếc xe đi làm việc nào. Wow, còn đây là một chiếc xe chở tên lửa đấy các bạn ơi. Wow, chở rất là nhiều đầu tên lửa quân sự đấy các bạn ơi. Ui, một chiếc xe quân sự HI-326 nha các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Wow, đây là rất là nhiều tên lửa đấy các bạn ơi. Wow, khi nào mà chiến tranh thì những chiếc tên lửa này sẽ được kích hoạt nha các bạn. Ui, một chiếc xe chở rất là nhiều tên lửa luôn. Còn đây là một chiếc xe cần cẩu đấy các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu rất là to này. Ui, đây là có hai cái chân trống này. Ui, hai cái ben chân trống đấy các bạn ơi. Ui, để chống bị lật xe các bạn nha. Wow, một chiếc xe cần cẩu rất là xịn sò luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này di chuyển nào. Húc bay luôn chiếc xe máy xúc nha các bạn. Rất là khỏe luôn.